Chào mừng quý khách đến với Đà Nẵng, thành phố nằm chính giữa đất nước Việt Nam. Khí hậu nhiệt đới ôn hòa dễ chịu của miền đất nơi đây đã ban tặng cho thành phố biển này thời tiết tuyệt vời để nghỉ mát trong cả năm. Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên mà từ năm 1992, bãi biển China Beach được lựa chọn làm nơi tổ chức giải vô địch lướt sóng quốc tế thường niên và tạp chí Forbes có tiếng trên thế giới đã xếp hạng thành phố Đà Nẵng vào một trong những nơi nghỉ dưỡng hấp dẫn nhất trên hành tinh chúng ta. Khác với nhiều thành phố ở Việt Nam, cuộc sống tại đây sôi động cả về đêm, gần như hoạt động 24/24, vô số những quán bar, nhà hàng với những thực đơn đa dạng và hấp dẫn của các nền ẩm thực trên thế giới luôn chờ đón các vị khách. Còn những câu lạc bộ sàn nhảy sẽ mang đến cho bạn những giây phút vui vẻ, sôi động tới sáng. Gần đây, một trong những điểm du lịch mới thu hút khách du lịch tới Đà Nẵng là chiếc cầu đặc biệt với hình dáng con rồng thép phun lửa uốn lượn. Cầu rồng là công trình dựa theo hình tượng con rồng thời đại nhà Lý và nó đã lọt vào danh sách những chiếc cầu lớn nhất trên thế giới. Ban ngày có rất nhiều những tour du lịch đón chờ quý khách, những ngọn núi cao vút với những khe núi sâu, bờ biển cát vàng với vô vàn những hòn đảo nhỏ gần đó, bảo tàng các dân tộc cổ đại đã từng sinh sống tại vùng này, những ngôi chùa với các bức tượng Phật độc đáo. Tất cả điều này đã khiến biển Đà Nẵng trở thành một địa điểm nghỉ ngơi độc đáo. Các nhà phân phối Vision sẽ được đắm chìm trong vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây. Những cánh cửa sang trọng của khách sạn đẳng cấp nhất tại Đà Nẵng, Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort sẽ được rộng mở đón chào những vị khách quý. Tại đây, các bạn sẽ được thưởng thức những gì tuyệt vời nhất có tại Việt Nam. Khách sạn được thiết kế nằm thoai thoải tựa trên độ dốc tự nhiên của dãy núi với tầm nhìn phóng ra bờ biển lấp lánh. Tác giả của kiến trúc kỳ diệu này là nhà thiết kế nổi tiếng Bill Bensley. Ông đã dựa trên kiến trúc truyền thống của Việt Nam, kết hợp giữa những truyền thuyết và lịch sử với sự sáng tạo và trí tưởng tượng của mình để chia một không gian lớn thành 4 cấp độ: vòm trời, trời cao, đất và biển. Để cảm nhận rõ hơn về ý tưởng của tác giả, bạn có thể lên cao bằng chiếc thang máy chân không được thiết kế đặc biệt tại đây. Các vị khách sẽ được thưởng thức một phong cách ẩm thực đẳng cấp và hương vị tuyệt hảo. Tại đây có nhà hàng nổi tiếng nhất châu Á với bếp trưởng là nghệ sĩ ẩm thực Pháp đẳng cấp 3 sao Michelin Michel Roux. Cần nhấn mạnh rằng đây là bếp trưởng duy nhất ở đẳng cấp này tại Việt Nam, thậm chí là trên toàn bờ biển Đông. Đây cũng là nơi mà những nhân vật nổi tiếng và các chính trị gia châu Âu và Mỹ thường tới nghỉ ngơi. Khi nghỉ tại Intercontinental Đà Nẵng, bạn có thể hoàn toàn quên đi những chương trình spa mà trước đây bạn đã từng sử dụng. Bạn thậm chí còn không tưởng tượng được rằng lại có một nơi cung cấp dịch vụ hoàn hảo dành riêng cho bạn đến vậy. Theo yêu cầu, bạn sẽ có nhân viên tư vấn riêng cho bạn biết mình hợp với hành nào trong năm ngũ hành: lửa, nước, không khí, mộc hay kim loại, và bạn có được cân bằng âm dương hay không. Sau đó, bạn sẽ được giới thiệu các hương liệu và chương trình spa để có thể phục hồi tốt nhất năng lượng tiềm tàng của bạn. Vậy bạn là lửa hay nước? We'll be right back.
Đây mới chỉ là một phần nhỏ những gì các vị khách tham gia Vision Voyage 2015 sẽ được thưởng thức. Đẳng cấp, sang trọng, vẻ đẹp đến sững sờ là những đặc điểm chính của chuyến du lịch này. Thật là ấn tượng phải không?